theo con ấy, con cua ta A10 có đề nha. Đây. Ơ A10 trừ 2 KB có đề. Đề luôn nè. Có đề có sạc kết hợp học bỏ bình luôn con. Xin bìa cúc đặt luôn nha. Cua ta ơ A10 nha. K1 chết K1 trừ 8. Trên bìa 18 lưỡi. Ồ lưỡi bên bành không? Con về trang trục sớm là vô tư luôn. Đặc biệt đời này nó có bị sai mà con. Mấy cái mà con lúng lại á, này là chạy số thường nè. Còn mà lúng lại mà con vô bị sai hay là vô cầu á, là hai bánh nó làm độc lập đó, bánh nào nó bương á nó không sẽ lúng á. Nếu mà con một không có bị sai đó là bánh này bị lúng á, là bánh này chạy không được. Còn cái mà con gà cầu á là bánh nào lúng kệ nó, bánh vẫn chạy bình thường một bánh nên nó tới là bường đứt lúng rất là ok. Đeo đồ đeo dốc là rất ok. Lại hải ở bên xa là vậy đó, hay là gói gà cầu á, cái hơi gọi là gà cầu á đó. Lại hải là con đi đường trơn trượt rồi, hai bánh nó đi đều nha, không sợ trơn trượt. Rồi này là 8 số tới nha, 8 số tới 4 số dê luôn nha, 8 số tới 4 số dê 2 số xới. À, cái thắng là còn nguyên dạng đẹp nè, có đề có sạc kết hợp luôn nha. Đây A10 Kumuta để bà con một cái bình 30 A nhỏ nhỏ để đây được rồi. À, vừa đề vừa sạc luôn, nói người nào lớn tuổi quá không nổi là vừa đề vừa sạc luôn. Đặc điểm của ta nó nhẹ rồi, nhưng mà con là muốn đề á thì nhẹ hơn thì cứ đề. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đó là ZK1-8 A10 có đề. Đây cái tích lô điều khiển nó đây, đẹp không? 8 số, rất là nhẹ nhàng. Đợi có bị sai kết hợp luôn, rùa với thỏ luôn. Bị sai sao là chủ mà con. Mà con có làm việc nặng đồ bươi 4 bánh được, 2 bánh đều lượt luôn. Có tiện cái đó. Mà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. A10 có đề. ZK1-8 xem bìa, khúc đặt. Rồi con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707.